Thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa nha. Lâu lâu Bi tạo được cặp loa rất là đẹp quý vị ạ, và rất là xịn sò luôn, và cũng vô cùng nổi tiếng. Cặp loa đến từ hãng Rebiller với model S3500. Cặp loa nhìn vào nói chung là cái trép tròi của nó rất là đặc biệt. Bây giờ Bi đẩy cái lưới lại. Lưới của nó có hai phần vì nó có hai cái loa bát, cái loa trép còi nó phân bố ở giữa nên là cái lưới nó rời ra như vậy. Lưới không đầy đủ hết nha. Một bé thì không có đại lưới, con cái vừa đại lại quý vị hình dung lưới đại lại như thế nào. Đây, hôm bữa mình cũng test nhạc rồi, hôm nay mình làm thêm một thể loại nhạc nữa để quý vị biết là cái dòng loa này nghe rất là nhiều thể loại nhạc. Hôm nay mình sẽ test nhạc vàng nha quý vị. Nó sở hữu cho mình một loa trép còi và hai loa bass 25. Hai loa bass là bass thật hết nha, hai loa bass thật nha quý vị. Độ kháng của nó là 6 ohm, độ nhạy rất là cao, 93 dB, nên rất cực kỳ dễ phối ghép quý vị ạ, không hề khó phối ghép. Đôi loa là đôi loa dòng hi-fi của Rebiller nhưng mà không khó phối ghép cho quý vị. Âm ly tầm độ 10 tới 20 triệu là phối ghép rất là ok, cực kỳ ok luôn. Nó cao 1m, gần 1m1 nha quý vị. Nó sâu 49,5 và nó rộng 42. Nó nặng nhiều quá trời nặng, gần 54kg trên một thùng. Và dòng này quý vị nếu như có âm ly chơi được đi quay thì quý vị có thể thưởng thức cái kỹ thuật đi quay nữa. Đi quay phía sau quý vị gì. Và dòng này được sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị. Made in Japan nha quý vị, sản xuất tại Nhật Bản. Đôi loa thì cực kỳ đẹp rồi, đẹp không có chỗ che rồi. Bộ thông hơi nó nằm phía sau, cái công suất tối đa của nó là 200W trên một thùng như vậy. 200W trên một thùng nha. Cặp loa này về rất là ưng ý luôn, bởi vì nó rất là nặng, nó rất là to, nhưng mà về nó không có bị móp mé gì nha quý vị. 46 triệu đồng mức giá BNB đang bán đôi loa này. 46 triệu đồng. Đi quay gặp cảnh này, cái găng này cũng là găng nguyên bản của nó luôn nha, găng nguyên bản luôn nha quý vị, găng chưa bị mục. Cái họng cò này nhìn nè, đây đôi này chân đảm bảo rất là sang nhà,
nếu như ai quý vị để phòng khách thì người khách và người ta sẽ chú ý đến cái đôi loa này đầu tiên, bởi vì không biết mình quay quý vị nhìn thế nào chứ ở ngoài nó rất là to quý vị ạ. À, nó rất là to, cực kỳ to luôn, chơi rất là được nhiều thể loại nhạc chứ không phải một hai loại thể nhạc đâu. Đi thấy ghép không khó, có một đôi loa như vậy mà ghép không khó quý vị ạ. À, mức giá 46 triệu đồng ai sẽ là chủ nhân của đôi loa này. Vì chỉ hiện giờ chỉ có một đôi thôi nha quý vị, những cái dòng này mình không có nhiều đâu, chỉ có một đôi thôi, chỉ có một đôi thôi. Ai thích thì liên hệ sớm nha. Và quý vị đừng quên là đây là USB ghép nhạc bên mình. Nhạc của mình là nhạc lóc lấy chất lượng cao, không phải là nhạc MP3 bình thường đâu nha quý vị. Nếu quý vị đừng so với chỗ khác, dung lượng của nó là 128GB, USB thì hoàn toàn mới. Ai cần nhạc lóc lấy chất lượng cao thì liên hệ với mình. Một cái USB này nó có thể chứa gần 200 cuốn CD quý vị, nghe maximum rồi, nghe không bao giờ nó hết, rất là lâu mới hết được cái USB này. Rồi bây giờ